khi con đang tu chánh niệm tỉnh giác, định lúc ngồi thư giãn thì có trạng thái tâm thanh tạng an lạc vô sự, rất tốt, có thể kéo dài được 5 phút hoặc 10 phút hay có thể hơn. Vậy con có nên duy trì nó không? Tức là ngưng tu chánh niệm tỉnh giác định, vì trong thời gian tu chánh niệm tỉnh giác định, khi đến thời gian tu định sáng suốt thì trong trạng thái thanh tạng an lạc vô sự ít được, và có được thì không có được dài thời gian, xin thầy dạy cho con được rõ. Sự thật ra con tu chánh niệm tỉnh giác mà lại là cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, tức là tứ niệm xứ nó xuất hiện ra cái gì? Ở đây con tu lộn xộn rồi. Bây giờ đó, thầy nói rằng bây giờ khi mà mình đứng ở trên cái vị trí để mình tu tập tứ niệm xứ thì cái trạng thái mà thanh tạng an lạc vô sự nó phải xuất hiện thôi, không có chạy đi đâu khỏi hết, bởi vì mình làm chủ, mình điều khiển đưa vô. Còn này con tu chánh niệm tỉnh giác mà lại trạng thái tứ niệm xứ lại xuất hiện, chơi cái kiểu này ngược ngạo quá vậy, có phải không? Chưa được, vậy chưa có đúng đâu, để rồi sẽ tiếp tục tu tập thì nó sẽ đi vào đúng. Chứ còn như vậy thì bây giờ đang tu chánh niệm tỉnh giác mà giờ tứ niệm xứ xuất hiện thôi, tôi ngồi tu tứ niệm xứ lúc nào nó không vậy. Bởi vậy cho nên nó không phải vậy đâu, để rồi thầy sẽ dạy, nó không phải vậy đâu. Cái trạng thái thanh tạng là vô sự của con đó là tự nhiên rồi, tự nhiên khi tu cái này mà nó xuất hiện cái đó là nó tự nhiên rồi, nhưng nó không phải đâu. Chúng tâm chúng ta còn tham si nhiều lắm rồi, chúng ta ở trên tứ niệm xứ quán sát, cho nên vì vậy chúng ta không cần cái trạng thái đó đâu, con hiểu không? Để sau khi mà chúng ta quét cho sạch hết rồi thì cái đó nó hiện ra, thì bắt đầu nó sống với con, kêu là chân lý sống với con rồi, tức là chứng đạt chân lý. Còn bây giờ không xong mà tôi tu tứ niệm xứ, tôi thân hành niệm mà nó xuất hiện cái tứ niệm xứ này bất thân lại những rồi chút nữa nó mất hết rồi. Rồi tôi phải tu tứ niệm xứ rồi nó mới xuất hiện, chứ còn tu tứ niệm xứ thì nó không xuất hiện tứ niệm xứ, mà phải tu chánh niệm tỉnh thức là nó mới có. Cái kiểu này nó ngược ngạo quá vậy, đâu được. Thấy không? Còn mẹ nhớ để thầy dạy cho kỹ lại, cho nên thầy biết mấy con sẽ lộn xộn rồi, nó rối trật tự ở trên cái pháp đô rồi, chưa có được, cho nên phải phải tu tập lại mới được, có không?